giờ học trực tuyến môn ngữ văn lớp 8. Mở đầu tiết học, cô mời các em cùng tham gia một trò chơi mang tên Tôi là ai? Luật chơi như sau. Em hãy dựa vào gợi ý trên bảng và viết đáp án vào phiếu. Đáp án gồm tên tác giả và văn bản đã học. Nhà văn nào sinh năm 1915, mất năm 1951? Ông tên thật là Trần Hữu Tri, quê ở làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam. Bút danh của ông được ghép từ hai chữ của tên Tổng và huyện. Một số nhân vật trong các tác phẩm của ông trở thành những hình tượng điển hình được sử dụng trong ngôn ngữ đời sống hàng ngày. Đó chính là nhà văn Nam Cao, tác giả truyện ngắn Lão Hạc. Nhà văn tiếp theo, ông sinh năm 1911, mất năm 1988. Tên khai sinh là Trần Văn Ninh, là một nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Các bút danh khác của ông là Thinh Không, Thanh Thanh, Trinh Thuần. Đó chính là nhà văn Thanh Tịnh, tác giả truyện ngắn Tôi đi học. Một nhà văn có năm sinh 1894, mất năm 1954. Là một nhà văn, nhà báo, nhà nho và nhà nghiên cứu văn học có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam giai đoạn trước cách mạng. Quê quán ở làng Lộc Hà, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Là nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về nông thôn trước cách mạng. Đó chính là nhà văn Ngô Tất Tố, tác giả của tiểu thuyết Tắt Đèn. Nhà văn sinh năm 1918, mất năm 1982. Sinh ra ở Nam Định nhưng sống chủ yếu ở Hải Phòng. Ông gần gũi với người lao động, hiểu và cảm thông với họ. Là cây bút đặc sắc và độc đáo của văn học Việt Nam hiện đại. Đó là nhà văn Nguyên Hồng, tác giả của hồi ký Trong lòng mẹ. Chúng ta vừa điểm qua những tác giả của các truyện ký Việt Nam đã được học trong chương trình học kỳ 1 năm lớp 8. Tiết học hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những tác phẩm tiêu biểu của họ. Tiết 31. Ôn tập truyện ký Việt Nam. Nội dung đầu tiên trong bài học, chúng ta sẽ thống kê những văn bản truyện ký Việt Nam đã học từ đầu năm học. Tác phẩm thứ nhất, Tôi đi học, của nhà văn Thanh Tịnh. Thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt gồm có phương thức tự sự, xen miêu tả và biểu cảm. Nội dung chủ yếu của tác phẩm này đó nói về những kỷ niệm trong sáng về ngày đầu tiên được đến trường học. Đặc sắc nghệ thuật đó là những hình ảnh so sánh mới mẻ và gợi cảm. Văn bản thứ hai đó là đoạn trích Trong lòng mẹ, trích Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng. Đó là thể loại hồi ký. Phương thức biểu đạt trong văn bản này đó là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Nội dung của đoạn trích nói về nỗi cay đắng, tủi cực và tình yêu thương mẹ cháy bỏng của bé Hồng với người mẹ bất hạnh. Đặc sắc nghệ thuật với cách kể chuyện chân thực, giàu hình ảnh và cảm xúc, ngòi bút tinh tế trong miêu tả tâm lý nhân vật. Văn bản thứ ba đó là đoạn trích Tức nước vỡ bờ, trích tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Thể loại tiểu thuyết, phương thức biểu đạt tự sự. Nội dung phê phán chế độ tàn ác bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông thôn. Đặc sắc nghệ thuật đó là tình huống mang tính bi kịch cao,
tính kịch cao, khắc họa tính cách nhân vật sinh động, ngôn ngữ kể chuyện, miêu tả, đối thoại đặc sắc. Truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Thể loại, đây là thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt, tự sự, miêu tả. Nội dung chủ yếu của truyện này nói về số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và nhân phẩm cao đẹp của họ. Về nghệ thuật thì truyện ngắn nổi bật ở sự khắc họa nhân vật tài tình, có chiều sâu tâm lý, cách dẫn truyện tự nhiên, hấp dẫn, kết hợp tự sự, triết lý và biểu cảm. Nội dung thứ hai, các em hãy so sánh điểm giống và khác nhau của ba văn bản Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc. Các văn bản này có điểm giống nhau về thể loại, đều là truyện ký hiện đại, văn bản tự sự giai đoạn 1930-1945. Đề tài đều viết về con người và đời sống xã hội đương thời, đi sâu miêu tả số phận những con người cực khổ, bị vùi dập. Nội dung đó là chan chứa tinh thần nhân đạo, yêu thương, trân trọng những tình cảm, phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của con người, tố cáo những gì tàn ác, xấu xa, đó là giá trị nhân đạo. Về nghệ thuật, đều có lối viết chân thực, gần gũi đời sống, rất sinh động, đó là bút pháp hiện thực. Về điểm khác nhau, Trong lòng mẹ thuộc thể loại hồi ký, Tức nước vỡ bờ, Trích tắt đèn là tiểu thuyết, Lão Hạc đó là thể loại truyện ngắn. Về đề tài, Trong lòng mẹ hướng về đề tài là tình cảnh khốn khổ của những của đứa trẻ mồ côi cha và phải xa mẹ. Tức nước vỡ bờ đó, nói về đề tài người phụ nữ nông dân cùng khổ bị áp bức đã vùng lên. Truyện ngắn Lão Hạc viết về đề tài đó là ông lão nông dân đau khổ tự tử để giải thoát mình. Nội dung Trong lòng mẹ nói về nỗi đau xót tủi cực của chú bé mồ côi và tình yêu thương mẹ của chú bé. Tức nước vỡ bờ phê phán chế độ phong kiến tàn ác, ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống của người phụ nữ nông thôn. Truyện ngắn Lão Hạc nói về số phận bi thảm và những phẩm chất cao đẹp của người nông dân cùng khổ. Về nghệ thuật, Trong lòng mẹ thì nghệ thuật đó là lời văn chân thực, tình huống đặc sắc, miêu tả tâm lý nhân vật rất ấn tượng. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ thì khắc họa nhân vật và miêu tả hiện thực sinh động, chân thực. Truyện ngắn Lão Hạc thì có nhiều nhân vật có chiều sâu tâm lý, cách kể chuyện tự nhiên, chân thực, đậm chất trữ tình, triết lý. Trong các tác phẩm truyện mà ký mà chúng ta vừa học thì nhà văn đã thành công trong việc khắc họa hình tượng nhân vật, gửi gắm vào đó những tâm tư tình cảm, niềm căm phẫn và những khao khát về cuộc sống. Em hãy vẽ chân dung một nhân vật mà em yêu thích, thuyết trình trong cả lớp biết về cái sản phẩm của mình và nhờ các bạn khác nhận xét về sản phẩm. Sau đó, lớp sẽ bình chọn sản phẩm và nhân vật được yêu thích nhất nhé. Sau đây cô sẽ giới thiệu một số đoạn văn tham khảo về phần viết cảm nhận về nhân vật truyện. Đoạn văn tham khảo viết về nhân vật chị dậu. Sức mạnh tiềm tàng ở nhân vật chị dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ của tác giả Ngô Tất Tố làm cho em yêu thích nhất. Một người đàn bà lực điền, dịu hiền, yêu thương chồng con hết mực, sống nhẫn nhịn, chịu đựng, vị tha. Nhưng khi chồng mình bị bọn lý trưởng và cai lệ hành hạ, đánh đập đến sức cùng lực kiệt, thì ở trong chị như có một sức mạnh tiềm tàng và chị đã dũng cảm vùng dậy đánh nhau với bọn chúng. Khi đọc đến đoạn miêu tả chị dậu giằng co và quật ngã bọn chúng, em cảm thấy sung sướng, hả hê.
Em càng khâm phục, yêu thương, trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của chị dậu. Đoạn văn tiếp theo viết về nhân vật Lão Hạc. Lão Hạc là một nông dân nghèo, cùng cực, không được học hành, chẳng có chữ nghĩa, càng không biết nhiều lý luận về tình phụ tử. Nhưng cái chết dữ dội của lão là bằng chứng cảm động về cái tình cha con nguyên sơ mộc mạc nhưng thâm thẳm, thiêng liêng biết chừng nào. Cái chết của Lão Hạc từ trong bản chất của nó chưa hẳn là bi quan, bởi nó vẫn nói lên niềm tin sâu sắc và sự trường tồn vào bản chất của con người qua mấy dòng suy ngẫm triết lý của ông giáo ở cuối truyện. Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn. Theo sách kiến thức cơ bản văn tiếng Việt, Nguyễn Xuân Lạc. Cuối cùng, mời các em tham gia giải đố trong một trò chơi, đó là trò chơi ong tìm mật nhé. Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của tiểu thuyết Tắt Đèn là, đó là phương thức tự sự. Lão Hạc thuộc thể loại nào? Đó là thể loại truyện ngắn. Em đã được học bao nhiêu văn bản truyện ký trong chương trình và ngữ văn lớp 8 học kỳ 1? Đó là 4 văn bản. Em hãy cho biết đặc điểm chung về phương thức biểu đạt của các tác phẩm truyện ký. Đó là các phương thức biểu đạt, tự sự, miêu tả, biểu cảm kết hợp với nhau. Từ lấy dùng để miêu tả đám mây trong văn bản Tôi Đi Học là gì? Đó là từ bàng bạc. Đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ cho ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân. Đoạn trích Trong Lòng Mẹ nằm trong chương mấy của tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu? Đó là chương 4. Thành công nghệ thuật nổi bật nhất của tác phẩm Tắt Đèn là xây dựng được nhân vật trong hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh, nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình. Nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan đã gọi các đoạn chị dậu đánh nhau với tên Cai Lệ là một đoạn tuyệt khéo. Còn nhà văn Nguyễn Tuân lại cho rằng với Tắt Đèn, Ngô Tất Tố đã xui người nông dân nổi loạn. Văn bản Tôi Đi Học in trong tập thơ, in trong tập nào? Đó là tập Quê Mẹ. Nguyên Hồng được coi là nhà văn của phụ nữ và trẻ em. Khi nghe Binh Tư cho biết Lão Hạc xin hắn bả chó để bắt một con chó nhà hàng xóm, thì nhân vật tôi cảm thấy cuộc đời như thế nào? Quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Những Ngày Thơ Ấu được coi là tập hồi ký vì kể về tuổi thơ của chính tác giả. Tắt Đèn, Lão Hạc là những tác phẩm xuất sắc của trào lưu văn học hiện thực phê phán. Văn học hiện thực phê phán đã phơi bày thực trạng xấu xa của xã hội. Thực dân nửa phong kiến. Văn học hiện thực phê phán cũng thể hiện chân thực, cảm động, số phận đau thương của người nông dân.
văn học hiện thực phê phán có giá trị và sâu sắc. Có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Tóm lại, truyện ký hiện đại Việt Nam thời kỳ 1930-1945 đã có nhiều đóng góp về nội dung và nghệ thuật cho nền văn học nước nhà. Về nội dung, phản ánh hiện thực xã hội, cuộc sống, số phận và phẩm chất của con người Việt Nam trước Cách mạng tháng 8. Về nghệ thuật, đa dạng, phong phú, mới mẻ về thể loại, bút pháp hiện thực sinh động, hấp dẫn, tinh tế. Về vai trò, có giá trị tinh thần quan trọng, tạo cơ sở cho sự phát triển của truyện ký hiện đại Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Và đây là phần nội dung chính các em cần ghi vào tập bài học. Hướng dẫn tự học. Về nhà các em hãy viết một đoạn văn hồi tưởng lại buổi đến trường đầu tiên của bản thân mình. Câu thành ngữ tức nước vỡ bờ được chọn làm nhan đề đoạn trích học có thỏa đáng hay không? Em hãy trả lời nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập tốt.